Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB Condo FX Benjamin truyền thống trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Đấy. Có thể nói đây là một cái chương trình khuyến mại tặng quà cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bác mua bơm trong cái thời điểm hiện tại nhé. Đây có thể nói là cái thời điểm vàng để cho anh em mua những cái mẫu bơm cao áp với một mức giá vô cùng hợp lý. Và quà tặng cho các bác thì miên man nhé. Quà tặng cho các bác miên man trị giá từ 200 cho đến 260.000 các bạn đấy. Những cái quà này thì chỉ để tặng cho các bác thôi chứ không bán đâu các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho bác chi tiết một số cái dòng bơm. Các bác mua, bác nào mua bơm cũng sẽ được tặng quà theo. Một là cái đèn pin, hai là cái nazia. Phần quà thì em cũng đã chuẩn bị rất chi là nhiều quà để tặng cho anh em rồi. Và nhiều bác xem được video này, các bác muốn mua hàng hoặc các bác thắc mắc cái gì thì các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để bên em sẽ tư vấn là bán hàng cho bác, giao dịch thành công và vui vẻ các bác nhé. Đấy, nhiều bác nhắn tin ở trên YouTube hoặc các bác nhắn ở trong tin nhắn thì làm lúc em không check được, các bác cứ mạnh dạn lên gọi điện đến hai đầu số của shop để đặt hàng nhé. Hoặc bên em sẽ có, các bác chỉ cần nháy máy thôi, bên em sẽ có nhân viên gọi lại cho các bác. Đấy, nhiều bác thì những cái video lần trước em lên ấy, thì có chương trình khuyến mại thì có bác cứ nhắn tin hỏi có tặng quà hay không thì các bác cứ gọi điện trực tiếp nhé. Quà tặng thì lúc nào cũng có nhé. Đấy, các bác mua vào thời điểm nào cũng có quà tặng, chỉ tặng ít hay tặng nhiều, tặng to hay tặng bé thôi các bác. Đấy, còn từ cái chương trình tặng quà này thì em sẽ áp dụng cho bác từ nay cho đến hết tháng 11/2023 các bác nhé. Đấy, bác nào mua cũng sẽ được tặng một cái đèn pin hoặc một cái laser. Đấy, nêu cho bác cái mốc thời gian cụ thể để các bác biết được và nắm được cái chương trình khuyến mãi của shop coi nhé. Đấy, từ nay cho đến hết, cho đến ngày 31/11/2023, tức là chương trình này sẽ kéo dài hơn một tháng các bác nhé. Đấy, nên các bác cứ yên tâm, quà em đã chuẩn bị rất là nhiều. Đấy, không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về con bơm này. Con bơm này là con bơm đồng hồ to nọc ẩm to hiệu SB con báo nhé, đồng hồ to nọc ẩm to SB con báo. Con này thì là đồng hồ dầu chân gấp, con này rào giá bao nhiêu, tin shop khác đang bán khoảng 800 đến 850, bên em bán cho các bác 700 nhé. Đồng hồ to nọc ẩm to hiệu SB con báo chân gấp, cái này là bản đặc biệt đây, đồng hồ dầu nhé, logo con báo đây, con hổ vồ đây các bác nhé. Đấy, con này thì hôm nay bên em đang khuyến mại 700.000, mức áp tối đa bao cho bác bơm con này khoảng độ tầm 300 cho đến 350 nhé. Con này là đồng hồ dầu 50 MPa, đồng hồ to nọc ẩm to các bác nhé. Đấy, giá ưu đãi cho anh em vào thời điểm vàng này chỉ còn 700.000 thôi các bác nhé, 700.000. Các bác nào muốn mua hàng thì gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng nhé. Đấy, còn bác nào muốn lấy con bơm cao cấp hơn thì em lên cho bác này. Đây, con bơm cao cấp hơn thì ví dụ như kia là con bơm SB bơm báo nhé. Các bác nào đã dùng con đấy chán rồi, các bác dùng không thích cái dòng đấy rồi thì đây là một làn gió mới cho anh em nhé. Đây, con này là bơm Honda các bác nhé, bơm Honda, đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu 50 MPa, đồng hồ to, nọc ẩm siêu to khổng lồ các bác nhìn này, hai cái nọc ẩm này nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Đấy, nhìn một trời một vực. Con bơm này thì nó có ưu điểm các bác nhé, có ưu điểm là có sẵn nước làm mát trong bơm rồi các bác nhé, có sẵn nước làm mát trong bơm. Khi anh em bơm có nước làm mát nó sẽ có tác dụng là tỏa nhiệt nhanh các bác nhé, tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh luôn. Bơm bao cho anh em là nó chống nóng này, bao cho anh em bơm nhanh, bơm nhẹ đấy. Con bơm Honda này bảo hành cho em 12 tháng nhé, bơm Honda. Con này là giá 900.000 nhé, 900.000. Đây là một làn gió mới các bác nhé. Đấy, các bác nào mà không thích SB con báo thì đây là một cái sự lựa chọn tuyệt vời cho anh em trong tầm giá nhé. Đấy, nó chỉ chênh nhau 2 lít thôi, nhưng con này có rất chi là nhiều ưu điểm các bác. Đấy, các bác mua con bơm Honda này sẽ được tặng theo một cái đèn XML T6 như này nhé. Đây, tặng theo một cái đèn XML T6 siêu sáng như này, anh em có thể cầm tay hoặc mình có thể gắn vào củ cũng được nhé. Đấy, con bơm Honda này sẽ được tặng một cây đèn như này nhé. Đấy, đấy là quyền lợi của anh em. Quà tặng này thì kéo dài cho các bác từ ngày hôm nay nhé cho đến ngày 31/11/2023 nhé. Bác nào mua con bơm này cũng sẽ được tặng quà nhé. Đấy, đây con bơm Honda tặng một đèn pin trị giá 200.000. Còn bác nào thích con bơm VIP hiệu sư tử ở đây, lên cho anh em con bơm VIP hiệu sư tử nhé. Đồng hồ dầu tối có dạng quang nhé, đồng hồ dầu chân là chân cành én gấp. Đấy, đằng sau có lọc ẩm than hoạt tính, lọc ẩm to, thân bơm carbon. Con này bao cho anh em bơm siêu nhanh siêu nhẹ nhé. Giá con này thì 1.200.000, 1.200.000 con bơm VIP hiệu sư tử các bác nhé. Đây, các bác nhìn hàng chính hãng sẽ có logo VIP hình hai con sư tử ở đây. Đấy, con này là hàng chính hãng công ty, bên em đang phân phối độc quyền nhé. Cái này thì sẽ có đồng hồ to, lọc ẩm to, giá là
1.200.000. Các bác nào mua combo này cũng sẽ được tặng khuyến mại tặng một cái đèn như này các nhé, một cái đèn XML T6 trị giá 200.000 đấy. Đấy, combo nào là tặng cái gì em để phần quà ra đấy cho bác luôn để anh em dễ hình dung, đấy là quyền lợi của mình các bác nhé. Đấy. Con bơm cuối cùng lên cho anh em con bơm sang xịn sò nhất trên thị trường bên em đang bán ra nhé. Đây, con bơm này là bơm con rồng các bác nhé, bơm đào ra gôn phiên bản rồng nhé. Đấy, đây logo rồng này. Con này thì đồng hồ cũng sẽ là đồng hồ dầu các nhé, đồng hồ dầu rất chi là bác sần nách, đêm có dạng quang, lọc ẩm là lọc ẩm to. Con này thân bơm thì là cũng có sẵn nước làng mát rồi, chân gấp này. Đấy, cái hàng này là hàng của Nhật, Made in Japan đây các bác nhé. Mẫu bơm này là mẫu bơm của Nhật. Nói về cái độ bền bỉ và những cái sản phẩm của người Nhật người ta thiết kế ra ấy, thì đỉnh của chóp các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, con bơm này người ta thiết kế nhìn rất chi là chỉn chu. Sử dụng thì khẳng định các bác bơm những cái dòng này các bác không thích, không muốn bơm những cái dòng kia luôn. Vì sao? Các bác bơm con này hơi áp cao lên nhanh, và các bác bơm hơi áp cao nó vẫn rất chi là nhẹ nhé. Đấy, con này có nước làm mát trong bơm rồi, các bác bơm lên tỏa nhiệt thì cực kỳ là nhanh luôn nhé. Đấy, con này thì đang được bên em bán với giá công khai 1.300.000 các bác nhé, 1.300.000, bao ship tận nhà cho anh em, bảo hành cho anh em con này thời gian này đến 12 tháng các bác nhé, 12 tháng. Nên các bác dùng cái hàng này thì cứ yên tâm, nó là đỉnh của chóp, đỉnh của chất lượng rồi. Các bác không phải lo về vấn đề bơm nó nặng hay là nhẹ hay là A, B, C, B, G, X, Y, Z nữa. Đấy, con này các bác mua con này sẽ được khuyến mại tặng theo một cái laser đầu đạn như này, trị giá 260.000 nhé. Đấy là quyền lợi của anh em, đặc quyền của anh em khi mua con bơm này. Đấy, các bác thấy oách sờ nách chưa? Các bác mua con bơm cao cấp thì mình lại được hưởng những cái đặc quyền riêng, đặc quyền cao cấp. Đấy, những con bơm này thì cũng được hưởng những quyền lợi nhưng mà nó lại ở mức thấp hơn. Con này thì tặng một cái đèn pin, con Honda tặng một con pin, còn tặng một đèn pin nhé. Con này là giảm giá sâu cho các bác và anh em nên không được tặng cái gì cả nhé. Đấy, thì em báo giá lại cho các bác nhé. Bác nào muốn mua con bơm này là bơm rồng này, bơm phiên bản con rồng, thì các bác bảo em ơi bán cho anh một con bơm 1.3 phiên bản Dragon con rồng nhé, 1.3 tặng cho anh một cái laser. Nếu các bác không thích laser có thể đổi sang cái con đèn pin. Đấy, đấy, con này thì được tặng một trong hai món này, các bác chọn món nào cũng được nhé. Cái laser trị giá 260, đèn pin trị giá 200. Đấy, còn con bơm thứ hai là con bơm VIP hiệu Sơn Tử giá 1.2. Các bác mua con bơm này sẽ được tặng một cái đèn pin thôi, tặng một cái đèn pin. Đấy, con bơm Honda này giá 900.000 cũng được tặng một cái đèn pin các bác nhé. Đấy, còn con bơm này là con bơm đồng hồ to nó ẩm to hiệu MV con báo, các bác mua con đấy thì khuyến mại chỉ còn 700.000 thôi các bác nhé. Đấy, thì các bác đang xem video, các bác muốn mua bơm mà tặng quà thì nhanh tay gọi điện đến hai đầu số của shop, các bác cứ mạnh dạn lên nhé. Vì cái chương trình tặng quà này kéo dài đến ngày 31 tháng 11 năm 2023. Đấy, thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em nha.